Các bác, dây loa, mic karaoke và dây AV rất nhiều lại phục vụ các bác đây Những cái sản phẩm này thì cửa hàng tôi bán quá thường xuyên Một năm bán cực nhiều luôn Nhưng mà tôi vẫn thường đăng hàng ngày để cho nó Các bác biết để có sản phẩm, biết là cửa hàng tôi có để các bác có thể mua hoặc là xem Mic thì tôi bán giá 550 nghìn một chiếc mic say tay BMB 550 nghìn một chiếc và mua một đôi thì giá một triệu tất cả những sản phẩm này các bác ở xa tôi có thể gửi hàng qua viettel nhà xe khách cước vận chuyển thì người mua ở chịu cước vận chuyển nó là tiền sang xe tiền đi lại của các bác các bác không đi thì phải trả cho người vận chuyển và những đồ này thì biêu điện nó sẽ thu tiền tận nơi cho các bác nếu mà các bác có tài khoản thì chuyển tiền được cho tôi là tốt nếu không thì sẽ nhờ dịch vụ nó sẽ thu hộ tiền và đây là thông tin cửa hàng minh audio ở đông số điện thoại địa chỉ rõ ràng như trên tấm biển các bác có thể đến tận nơi là tốt thử hàng còn dây loa là dây của mỹ monte một hãng âm thanh rất nổi tiếng của mỡ speaker cable montez đây đó dây này thì tôi bán giá 100 nghìn một mét các bác chơi một bộ dàn âm thanh nếu nghe nhạc thì như kia thì chỉ cần 5 đến 6 mét hoặc 4 mét là ok lắm rồi hoặc các bác là muốn dài hơn thì mua tầm chục mét thao hồ sử dụng đây sợi dây thì nó khi tuốt đầu nó ra nó cũng nè dây cực kỳ mềm nhá bề ngang thì nó tầm 1 cm như đầu ngón tay ấy dây rất mềm các bác đã sắm được một bộ dàn âm thanh rồi thì mua những cái dây này vào chơi thì nó sẽ rất sang trọng nhìn nó sẽ bắt mắt cũng như là nó độ hay độ chi tiết hơn những cái dây vớ vẩn bán ở Việt Nam và tất nhiên nó cũng có những loại dây tiền triệu hoặc là dây AV tôi vẫn có dây tiền triệu như ít khi tôi đăng lên đây là dây Mỹ dây Đức còn đây là một cái nữa là dây AV này là dây loại chất lượng cao của Trung Quốc bán giá 200.000 một loại một dợi nha dây này cực tốt luôn vì bên trong cái sợi đồng cực kỳ dài dặn 200.000 chất lượng cao đó. Mic sách tay bên Nhật 550 000 chiếc. Dây Mỹ 100 000 một mét. Dây AV 200 000 Các bác thích mua sản phẩm gì thì cứ đặt hàng tôi sẽ gửi hàng đi. Tiền vận chuyển và tiền uh, hàng thì bưu điện nó sẽ thu tận nơi. Bưu điện ở đây là Viettel nhá. Tôi sẽ alo cho các bác nghe. Mic này bắt cực tốt nha hát rất nhẹ. Đấy các bác nghe tiếng mic bật mic Bắt rất nhẹ. Alo, alo, alo. mình Audio Hà Đông xin chào các bác. 1 2 3 4 5 6 7. Alo, lo. alo. Lo. Alo. Lo. Alo, lo. alo. Cực kỳ phê luôn. Alo. Alo, alo, alo. Alo, alo. Trong một cái hộp mic thì nó sẽ có cái này. Cái bao này đựng ở cái củ mic này. Và có một cái cuộn dây này nó để riêng ra và cái chặn mic. Cái này là các bác đút đây để chặn nếu là để trên bàn nó đỡ lăn. Và đây là một cái chụp đầu mic đó màu vàng hoặc màu đỏ đây là cái bao da các bác thích đựng thì đựng cơ bản trong một cái hộp nó như vậy và xin cảm ơn hẹn gặp lại rất rõ ràng địa chỉ thông tin rõ ràng xin chào